Khóa cửa ngày mới sáng nay mời quý vị và các bạn cùng với phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga trò chuyện với ông Anatoly Voronin, là nhà Việt Nam học, nguyên cán bộ đại sứ quán Liên Xô tại Hà Nội trước đây, và ông là người thường xuyên được phân công làm phiên dịch cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian Đại tướng tới thăm và làm việc tại Liên Xô trước đây. Và không chỉ là công việc mà ông Anatoly Voronin còn có mối quan hệ khá thân thiết với cả gia đình Đại tướng. Những cuộc tiếp xúc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau với vị đại tướng huyền thoại của Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng khó quên đối với ông. Xin chào ông Anatoly Skevich. Tôi được biết là ông có nhiều năm làm việc với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế thì xin ông cho biết, ông đã làm quen với đại tướng trong những trường hợp nào? Thực tình mà nói, chưa bao giờ tôi dám nghĩ rằng mình có được vinh dự gặp gỡ ông. Và nhiều năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, khoảng 10 năm gì đó, tôi đã có cơ hội được làm việc cùng ông khi ông sang thăm Liên Xô theo lời mời của Bộ Chính trị với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, hoặc sang làm việc với các sĩ quan quân đội của chúng tôi. Tôi đã vinh dự được gặp Đại tướng trong nhiều bối cảnh khác nhau. Và tất nhiên tôi sẽ không nói về ông với tư cách một nhà quân sự, vì tôi không phải là lính. Nhưng các nhà quân sự của chúng tôi đánh giá ông là một nhà quân sự tài ba. Cho dù ông không học qua một trường lớp quân sự chính quy nào, ông chỉ là một nhà giáo. Và ở đây, cuộc cách mạng, cho dù ở Liên Xô hay ở Việt Nam, đều có điểm tương đồng ở chỗ cách mạng đã sản sinh ra những con người nghị lực, tự học để vươn lên, đạt được những thành tích cao trong mọi lĩnh vực. Thưa ông quen Đại tướng Võ Nguyên Giáp lâu như vậy, có những tính cách gì đặc biệt của Đại tướng mà ông đã từng biết? Đại tướng là một nhà chiến lược theo đúng nghĩa của nó. Hiện nay trong quá trình đổi mới, chúng ta nói nhiều đến việc Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực điện tử, tiếp thu khoa học công nghệ hiện đại, phát triển Internet. Khi chuẩn bị soạn thảo kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật của Việt Nam, Đại tướng đã chọn lĩnh vực điện tử. Một lĩnh vực nữa mà khi đó tưởng chừng như là viễn tưởng, đó là lĩnh vực hạt nhân nguyên tử. Chính Võ Nguyên Giáp rất hiểu vào thời điểm đó, Việt Nam không thể có cơ sở vật chất để phát triển ngành này. Nhưng ông đã tập trung vào vấn đề nhân sự, đào tạo cán bộ để làm cơ sở cho sự phát triển ngành này trong tương lai. Hiện nay, tình hình tại Việt Nam đã chứng minh điều đó là hiện thực. Những chia sẻ của ông với gia quyến, bạn bè và các đồng chí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi xin gửi đến gia quyến, những người thân thích nhất của Đại tướng, lời chia buồn sâu sắc nhất. Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một nghĩa cử rất cao cả của ban lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Đại tướng đã rời chính trường, rời công tác chỉ huy đã lâu, nhưng ông vẫn được tiễn đưa một cách long trọng bằng nghi thức quốc tang. Điều này rất quan trọng. Cách tiếp cận này chính là biện pháp giáo dục tính kế thừa của các thế hệ, sự thủy chung với những truyền thống tốt đẹp nhất, lòng trung thủy với lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Võ Nguyên Giáp đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp này. Благодарю вас за очень хороший.